Hello cả nhà xe đạp Nhật Bản xin chào. Trên màn ảnh của chúng ta là một con xe đạp cào cào 26 inch sườn inox đó cả nhà. Sườn mạ chrome á. Thì hôm trước thì mình có lên video hai xe nhưng mà đã bán hết một xe rồi, còn một xe. Thì do đợt này là xe cào cào của mình nó qua đợt cho nên là nó hết hàng. Rất là nhiều khách hàng muốn sở hữu một con xe cào cào nhưng mà mình đang hết hàng ha. Thì sẵn dịp đây còn một xe thì mình lên video luôn cho khách hàng. Hôm trước mình bán con xe này là 10 triệu 500 nghìn đồng ha cả nhà. Là hai xe, mình có một cặp á nhưng mà bán rồi. Thì còn một xe này. Xe này thì hôm nay mình bán luôn là 9 triệu rưỡi nha khách. Tức nghĩa là giảm 1 triệu để cho khách nào mà hôm trước chưa có mua được á thì mua luôn. Thì mình chỉ có hai xe thôi. Thì hai con xe này thì mình xách tay ha cả nhà. Đây, xe Rigaton nha. Đó, nhưng mà con này thì là ba số y chang như những con xe kia chứ không có gì khác hết ha. Cào cào ba số, đùm cũng là đùm năng lượng, đèn cũng là đèn năng lượng ha. Sườn của nó là sườn nhôm không sơn. Mình nghĩ là con xe này á là nó còn hoàn thiện nữa nha. Nhưng mà không biết như thế nào mà nó có cái nguồn hàng nó có được chỉ có hai xe này thôi. Hôm trước là về có thùng luôn á, nhưng mà mình khi mình ráp lên là mình bỏ thùng ha, chứ nếu mà khách hôm trước khách lấy cái xe đó là có thùng luôn. Còn cái này lâu quá rồi, thùng nó chật nhà quá mình bỏ cái thùng mà. Chứ thôi là nó còn cái thùng luôn. Đây. Ghi đông bông tăng đồ này kia là còn như mới, nói chung là xe mới hoàn toàn nhé, chưa sử dụng. Thì đây, bọc ni lông đồ mình còn chưa tháo hết mà. Đây, con này thì sử dụng đùm ba số Shimano Nexus y chang những con xe đời mới sau này, thì cái đùm Nexus của nó là cái tay của nó màu đen nha cả nhà. Đó. Đây, sườn inox sáng bóng luôn. Ai thích chơi một con xe mộc như thế này thì rất là ok ha. Đây, đời này thì pedal là bằng nhôm đúc luôn. Đó. Bằng nhôm đúc ha. Con này thì chạy sên. Do là nó hoàn toàn mới cho nên là cũng không có gì để review cho cả nhà hết á. Chỉ có quay cho cả nhà cùng xem ha, chiêm ngưỡng một con xe mới hoàn toàn. Đó, đây, mới 100%. 9 triệu rưỡi thôi nha cả nhà. Đây. Chân trống nè, rất là đẹp ha. Đây, sử dụng đùm Shimano Nexus nè. Thắng sao là thắng, cũng là thắng đùm bi luôn. Đây, đèn sau là đèn full LED ha, chưa sử dụng. Khi mà mình về mình sử dụng thì mình chỉ cần gạch cái này ra thôi là cái viên pin nó sẽ ăn vào. Và khi mà mình chạy ngoài đường thì đây là cái mạch năng lượng nha, nó tự động nó sạc vô. Ba ga sau cũng là ba ga inox luôn. Đó. Khách nào mà không thích chơi con xe cũ ha, một con xe mới thì mình bớt luôn 1 triệu hẳn luôn. Cho khách nào mà chơi thì lấy luôn cho nó qua hết đợt. Đợt sau khi nào về thì mình sẽ lên video tiếp ha. Đây, sườn vành nền đồ là inox hết. Con này 26 inch nha cả nhà. Đây. Đó, 26 inch. Xe rất là đẹp, ở ngoài là sáng bóng long lanh luôn. Tại vì xe này nó nếu mà có sử dụng rồi đi chăng nữa thì nó cũng sẽ đẹp như thế này ha cả nhà. Tại vì cái sườn của nó là cái sườn inox cho nên là nó đẹp lắm. Đây, đùm năng lượng, đèn năng lượng ha, này cũng là đèn năng lượng luôn rồi. Con xe này thì mua về thì chỉ có được sử dụng thôi chứ không có làm gì hết. Xe thì sẽ được ship toàn quốc ha cả nhà. Cọc từ 20% giá trị xe trở lên thì mình sẽ bắt đầu ship xe. Đây, cái rổ inox Rigaton ha cả nhà. Đó, cái rổ này nếu như mà mình không có gắn vào xe mà mình tháo ra mình bán là 1 triệu mình không bán nha cả nhà. Đó, cái này là mình nói thiệt, tại vì rổ inox ở thời điểm hiện tại bãi Nhật mà những cái rổ đẹp đẹp á mà đã qua sử dụng cũng đã 600-700 nghìn rồi, và giá ở ngoài ngoại bán á, thì nó cũng không hề rẻ. Ví dụ như có xách tay về đi chăng nữa thì bán cũng không 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 có lời đó, ha. Còn cái này nó zin theo xe thì mình để zin theo xe luôn, rất là đẹp. Rồi, một con cào cào 26 inch Rigaton. Khách nào chơi thì cứ alo trực tiếp cho Phúc ha. Giá xe mình báo rồi 9 triệu rưỡi. Khách nào chơi thì cứ alo trực tiếp cho Phúc qua số điện thoại 089 883 1234. Xe đạp Nhật Bản xin chào. Hẹn anh em cái clip kế tiếp và những con xe kế tiếp.